chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay thì hai anh em mình lại tiếp tục đi mò tôm càng. Giờ mình mò gần nhà nên là ngày hôm nay mình đi thấy con nước này cũng còn êm êm nữa, không biết sao. Để coi coi sợ lúc này nước đang cạn sớm á, không biết như thế nào đây. Út chào mọi người. Út đàn Út xuống cái điểm đầu tiên đấy, thử nghiệm thử coi có. À, mọi người cùng theo chân anh em mình để xem hôm nay mình có kết quả gì không nha. Rồi. Có không Út? Ủa cá gì ấy? Cá sạc. Ủa cá sạc. Cá sạc rằn hay vậy? Bự dữ vậy? Ủa cái bàn tay nấu luôn. Một em đầu tiên. À, cái này ngon nè Út. Này nó lẫy. Ừ nó lẫy, có thể có tôm càng. Một tay anh hay một được. Mà chằn nước. Con này ta đặt ống dừa nè. Ra đây cũng còn chứ ha. Con này là cái con cá bữa mình bắt dưới cần giờ nè. Cá nhỏ. Cá này cực kỳ ngon. Điểm này thì im quá, có không Út? Thử nghiệm coi. Đúng gì không? Vậy. Có hơn. Cá thứ cá này cá gì ta? Đặt em anh nói lại gì nè, quên mất tiêu rồi. Không phải cá bằng rổ. Hàng con nó kẹp mà. Thôi vậy cũng biết rồi, rồi hai tay em rồi, anh hai thấy bắt đầu Út đỉnh rồi đó. Tiếp tục nào. Không chạy cái máy. Để lại nghiên cứu cái chỗ này. Cái lớp vít. Nhà luôn. Nhà luôn nhiều lắm. Vừa mỏ trống này thấy ra như nào. Nhiều lắm. Có rồi. Con mini. Không, anh đây hắn về rồi. Bên kia lặn mò kiếm mới nữa. Đó là lần đầu tiên bắt ở đây được cá nồng luôn á Út. Nào đẹp chưa? Cá nồng quá ta. Ai biết thì xong rồi vô nè. Rồi cá nồng bự kìa. Ở chỗ này thấy sao Út? Cạn queo thấy hiu quá. Có hả? Chậm lắm. Thằng đi chứ. Cực kỳ đẹp luôn. Ngon lành. Ở đây trở về là say bự. Thằng đi chứ. Thôi vậy được, bỏ vô thùng đi. Đi chứng tiếp. Dành chỗ này cũng có ngon ha, để anh hai mò thử là như thế nào. Tiếp tục nữa là vậy. Nó chui vô cái hốc. Hốc đất này. Sao? Chậm. Còn này yên đen này đang lọt không? Đang này lọt. Càng xanh lên con nữa nè. Làm sao nè. Ơi, có lý thiệt chứ. Ngon. Ngon. Cũng được, chiều nay cũng được nồi canh á. Quá đẹp. Về đây mình mò ít hơn bên cần giờ ha. Bên cần giờ mò không dính cá cũng có tôm. Biển này lâu quá. Kệ anh đi về gần nhà mà đi với dép kiếm. Đây còn đó, à, có à? Ngon vậy? Bự không? Được, được, may ra.
Thôi về nhà giải quyết rồi. Quan Đại đó đi, lát nữa mình lấy tiếp. À rồi. Bún đi đâu? Mini. Mini Út ơi. Ôi chạy vô rồi. Một em nữa nha mọi người. Em này cũng trọng. Được. Để mình lên ra lấy cái thùng bỏ vào chỗ kia. Đây. Tiếp tục một em nữa mọi người. Đây. Được. Mình sẽ Út sẽ yêu Út. Giờ này phá kỷ lục quá. Này tại vừa ôm cái thùng mà quay nữa. Còn có một tay một. Đây. Ê. Bún xem sảy. Ê. Còn sảy luôn rồi. Thiệt tình thiệt chứ. Tại anh hai nghĩ như là cạn anh hai bắt được. Lấy giọng đây nè. Chỗ này ngon rồi Út. Trời nó đam đam ghê á. Nước xiết quá. Bỏ được thôi. Cái hồ nó không dẫn luôn mà. Dạ. Chị cười không? Dạ. Dạ. Anh em mình cũng đi bỏ cá xong rồi. Này chắc được cử cơm chiều. Nè anh em thất thủ. Thất thủ mọi người. Nói chung là giờ này cũng tầm 1 giờ rồi. Chiều rồi giờ hai anh em mình cũng di chuyển về để chiều hai anh em còn công chuyện đi làm nữa. Nên là anh em về sớm cũng thành quả cũng được như này mọi người. Cũng ít chứ không nhiều. Mà mình ở đây có cá nâu nữa không? Thiếu thì chứ. Gần nhà thì về cũng tiện rồi. Đó, về cũng được mà. Mấy em tên càng. Còn cá sặc bự ghê thiệt chứ. Được em cá nâu. Cá nâu cũng khá. Đó. Rồi thôi cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi anh em mình nha. Rồi, cho phép anh em mình xin chào tất cả mọi người luôn nha.